đi cắt mí 2, 3 lần, rồi thậm chí che khuôn mày thêm 2 lần nữa, mắt không thể nào nhắm lại được nữa. Thậm chí bạn này có triệu chứng giảm thị lực luôn rồi. Da ở mí nó quý còn hơn vàng nữa đó. Bác sĩ Thịnh không thể nào hiểu được là có rất là nhiều bạn trẻ nhắn tin tư vấn bác sĩ là: bác ơi, em dư da nhiều, em muốn cắt bỏ cái da thừa. Mà thật ra người trẻ nó hoàn toàn nó không có dư da đâu các bạn ơi. Đây là một cái bạn nữ đi cắt mí 2, 3 lần, rồi thậm chí che khuôn mày thêm 2 lần nữa, bất lúc nào cũng có suy nghĩ là da nó dư. Để rồi mà dẫn đến một cái kết cục nó rất là buồn, nó rất là đau lòng đó các bạn ha. Mắt không thể nào nhắm lại được nữa, và lúc nào cũng cảm thấy khô, xấu, cảm giác rất là rát cái con mắt, đau, tức, nhức mỏi. Thậm chí bạn này có triệu chứng giảm thị lực luôn rồi. Và bạn này tới với bác sĩ Thịnh là với mong muốn là sửa lại cái mắt này. Thì bác sĩ Thịnh cho lời khuyên là chỉ còn một cách duy nhất là lấy da ở vùng khác đắp vào con mắt thôi ha. Cho nên các bạn nào mà dưới 35 tuổi đừng có nghĩ là dư da, nó không có dư da đâu. Rồi các bạn cùng xem cái hình ảnh minh họa này nè. Khi nào mắt dư da? Khi mà cái phần da ở phía trên á nó rũ xuống, nó che, nó đụng cái lông mi á, thì lúc đó mới là dư da, và chúng ta mới có chỉ định là phẫu thuật cắt bỏ da thừa các bạn nhé. Rồi cùng nhìn thử cái hình ảnh của bác sĩ Thịnh mà cắt bỏ da thừa đối với những người mà đã có từng dư da nhé. Bác sĩ Thịnh chỉ cắt mí